ơn, cảm ơn, cảm ơn nha. Cảm ơn, thank you. Đẹp trai thế, trời ơi. Má đúng là hùng trong lòng sim của Khác. Má ơi, mấy đứa thấy không? Má hùng xương xương là một... Hùng trong lòng sim. Hey hey, và trong cái tài nhân đã quay trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với mini gua trà trộn cộng đồng new tập 4. Và các bạn biết đây thì hôm trước mình đã có đăng video và mình có hỏi các bạn rằng là mình sẽ nên làm video gì tiếp theo. Và mình đưa ra ba lựa chọn là mini gua trà trộn cộng đồng, mini gua cẩm năng sinh tồn và mini gua sinh tồn cực hạn. Thì mình đã thấy rằng rất nhiều bạn vote là trà trộn cộng đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trà trộn cộng đồng các bạn nha. Yeah. Giờ ok, để mình đeo cái tai nghe cái. À, các bạn thấy đấy thì cái tai nghe của mình là mình đeo tai nghe điện thoại nên là nó tại dây nó hơi ngắn các bạn này. À, đeo tai nghe điện thoại dây nó hơi ngắn. Các bạn biết, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Hùng lại phải đeo dây điện thoại? Bởi vì là mình đội cái mũ này này. Đội cái mũ này thì cái tai nghe nó rất là to. Cái tai nghe cũ của mình là cái này và nó to quá, nó không thể nào mà vừa được. Chính vì vậy nên là mình đeo tai nghe điện thoại cho nó đỡ bị gọi là quá là to đâu, quá là đầu to. Đó. Cho nên là mình sẽ đội mũ thỏ. Vâng, và chào mừng các bạn đến với Tộc trưởng Tộc Thỏ. Mình là Tộc trưởng Tộc Thỏ Hùng Akira đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chào chúc cộng đồng các bạn nha. Mình sẽ dùng cái nick chung của mình đi tiếp. Vì dùng nick này thì không ai biết mình là ai. Còn nếu như mà bây giờ tôi mà dùng nick Hùng Akira đi thì đứa nào cũng biết tôi hết trơn rồi. Cho nên là bây giờ tôi sẽ đi vào tìm một cái map vào đây. Map này nhiều người chê, 20 người lận. Bây giờ mình mà vào đây bật mic một cái là coi như là thành gọi là hiệu ứng luôn, hiểu không? Bây giờ vào đây mà bật mic cái là thành hiệu ứng luôn. Cơ mà không vào được, cày thế nhở. Phòng là đông người lại bị đầy là sao? Và cái tầm này là tầm mình trà trộn là vào tầm 7:30 nên nó khá là sớm. Đâm ra là mình nghĩ là giờ này thì chắc là không có map bẩn. Tầm này thì không có map bẩn đâu. Bây giờ tôi mới để ý luôn á. Hình như đây là map của mèo Simi. Giờ này Simi đang livestream ha. Đúng rồi, mình làm video đúng lúc giờ Simi đang livestream. Ê! Mình nảy ra một ý tưởng. Chào mừng các bạn đến với livestream trên Nemo của Simi. Và bây giờ mình sẽ ngồi đợi Simi nhảy xong mắt này. Xong rồi là mình sẽ tra trộn vào phòng của Simi để xem Simi cảm nhận như nào các bạn nha. Ôi trời ơi, đôi nét sương sương nữa. Trời ơi, người gì đâu mà đáng yêu và còn dễ thương nữa. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, gì đâu. Đôi nét sương sương. Cảm ơn em nhiều, trời ơi. Chị ơi, em đôi nét sương sương. Chị không có lệnh cho được em ơi. Chị hát đi chị. Hát gì trời. Tôi hát một bài con vịt ra nghe không? Nghe tôi hát bài một con vịt không? Donate xương. Donate làm gì đâu, tôi ăn tầm 7 mà tôi chết. Xương xương. Trời. Thề luôn á, đúng nhập quật luôn trời. Trời đất ơi, người ta ăn xíu rồi xong người ta gọi người ta bữa. Thằng nào chơi mất dạy vậy? Trời má ơi, nó còn chơi gì nữa. Ủa ai vậy? Mon hả? À sao? Ơ là Mon. Ủa phải đã. Wow, cảm ơn Hùng nha. Má ơi, Hùng đôi nét sương sương là 100k kìa mấy mẹ ơi. Cảm ơn Hùng nha. Cảm ơn Hùng nhiều. Cảm ơn. Má phải cúi đầu cảm ơn đã. Cảm ơn nha. Cảm ơn, thank you. Hùng đẹp trai thế. Trời ơi. Má đúng là Hùng trong lòng sim của Khác. Má ơi, mấy đứa thấy không? Má Hùng sương sương là một Hùng trong lòng sim. Bật bài, em là bằng lòng là người bình thường để đứng cạnh anh đi chị. Ok, em rất là chị bật nha. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Đã đến đây mình 100k. Trên YouTube có video gì chị xem vậy rồi. Ok em, Hùng giàu và cơ lơ. Hùng mà giàu chết mẹ luôn em. Má ơi, đồ này 100k chứ đứa đâu mấy đứa. Thôi, nó đồ này cực nhiều xương. Để xem Simi cảm nhận như nào các bạn nha. Mình sẽ hy sinh thắng lương này, mình sẽ ăn mì. Để xem Simi cảm nhận như nào các bạn nha. Bỏ người ta, trời ơi. Mấy đứa này, mình đúng chỉ cho tay cái gì. Uống nạn, sự
Không, không giận tôi đúng không? Thôi, cảm ơn Hồng nha. Xin lỗi nha em. Ôi thôi, lát rồi. Mạng lát bố rồi. Cảm ơn Hồng nha. Chết thì gà sinh ở đây. Nay tôi chéo lúc bên em ơi. Cảm ơn Hồng nha. Cảm ơn Hồng nhiều nha. Ôi đại gia. Má ơi, cảm ơn Hồng nha. Yêu quá. Cái đoạn đấy nhảy được lên mà. Một chiều lúc bên em ơi. Đoạn này nhảy được lên mà ta. Đoạn này bám tường được mà. Má, má cảm ơn hơn trăm lần lận. Mỗi lần cảm ơn tính theo 10.000 à. 1 triệu cảm ơn đúng trăm lần luôn à má. Hùng mì tôm. Má tự Hùng định đồ nay 100k nữa má. Giờ nó nhảy lên chiếu luôn. Chúng ta vừa đến với một map. Bắt cua 100 level. Dạ, con buồn ngủ quá không chơi được. Mai chơi nhà mẹ. Và vừa nãy mình vẫn không vào được phòng của Simi các bạn ạ. Phòng Simi khó vào quá. Vãi nồi, tôi không hiểu sao mà tôi mỗi lần tôi ngồi tôi đợi tôi lại không vào được. Chịu. Chịu cứng. Alo. Alo. Mấy thế này thì không mở mic rồi. Vãi nồi, chịu cứng hẳn mới alo ola được câu thôi đã bị out khỏi phòng rồi. Chắc là chủ map đi ăn cơm các bạn. Ăn cơm đúng nghĩa đen luôn, không phải là nguyên chữ hiện trên đấy là đúng đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào một map. Map này map gì ta? Parkour cho mọi người hay là gì gì đó của bạn nào đấy mở bằng điện thoại ấy. Mà tôi nghĩ chắc mở bằng điện thoại thì lag lắm, chắc là không chơi được đâu. Nói chung là tôi vào phòng này tôi cũng chả có. Tôi biết ngay mà. Tôi đang nói tính là tôi chả có niềm tin cho lắm. Điện máy xanh nhát thôi, phòng lớn PC. Phòng này của một bạn máy tính mở G Karate. Ồ. Nếu mà máy tính mà lại mở phòng parkour, tôi nghĩ là bạn lại biết tôi là ai. Alo luôn ạ. Rồi. Alo ola các kiểu luôn. Triển khai kế hoạch làm quen luôn. Vào cái là mình phải alo ngay. Ô sao mình nhảy đứng dễ ta. Hình như các bạn là hình như đường này đường dễ thì phải, nó có đường dễ với đường khó thì phải. Ê, mình đi đường này hình như là đường dễ rồi. Cái sai sai sao á. Cái map này nó kiểu gì vậy? Vãi nồi. Sao kia nó đi được lên đấy vậy? Đỉnh cao thế, xịn sò thế. Sao tôi không tìm được đường đi ta? Đường đi đâu em? Alo. Không đứa nào nó thèm nghe mình nói gì luôn. Hi, à hi kìa. Long sờ ta. Hello Long. Hello Long Star. Objective Zen. Vâng, thanh niên vừa ao phòng rồi. Sao mấy thanh niên này. Hello. 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 Ai đấy á? Mình là cái bạn tên chữ Trung Quốc á. Mình mới vào chơi game thế là cho mình tên chữ Trung Quốc luôn. À. Ừ. Mình được cái tên Trung Quốc á. Anh Hả ơi. Xong bích bạn. Xong bích bạn kia khó nghe hả? Thế. Mình dùng điện thoại mà. À dùng điện thoại à? Không, cái bạn kia cơ, bạn kia mic nhỏ hơn, mic cậu dễ nghe rồi. Cái bạn nào nói chuyện mình là Long Star đúng không? À Long à, hello Long. Ủa, mình nghe tiếng mà giống Hùng Akira nhỉ? Không phải đâu. Mình nick Trung Quốc này. À, nhở. Ừ, thực ra là mình cũng bị nhiều người nói giống á. Mình bị mấy người nói giống luôn rồi á. Thật không ấy? Ừ, thật mà. Ơ, chứ cậu nhìn nick này xem. Mình nghe rất là giống luôn. Nghe rất là giống á. Nhưng mà cậu phải nhớ ID của Hùng Akira là gì chứ. Mình cũng có xem anh ấy mà, mình bảo mình suốt ngày bị tụi nó bảo giống vãi nồi luôn ấy. Mà mình mới có 15 tuổi à. Đi 12000-5694. Thứ 7 tuổi. À 7 tuổi à. Mình 15. Long bao nhiêu tuổi rồi? Dâm. Tôi đẹp cùng ra bảo. Long ơi.
Hả? Long bao nhiêu tuổi rồi? Long 13 nhá. À 13, thế thì mình 15. Nhưng mà thôi, 15 thì gọi bạn cũng được mà, không sao cả. À vậy nhá. Mình có lên Limo TV xem không nhỉ? Không, Limo TV giờ này cái gì hay là cái gì làm gì mà có. Mình có phải là Hùng đâu. Cậu không cần phải check luôn, chắc chắn là không có luôn. Làm thử đâu ý. Long chơi Mini World lâu chưa? Ok, bạn tên gì? Hả? Cái gì chơi gì cơ? Hả? Cậu chơi Mini Chúa? World lâu chưa? Mình chơi từ lúc game phát hàng đấy, năm 2016. Wow! Chơi lâu thế, mình mới chơi được có 3 hay 4 tháng á. Nhưng mình chơi trên máy tính, nên là nó dễ. Long ơi. Hả? Cậu có người yêu chưa? Mình chưa. À thế à, thế cậu có hứng thú với con trai không? Không. Tưởng cậu có hứng thú với con trai thì mình sẵn lòng đấy. Sao mình nghĩ thấy Hùng nhỉ? Tại sao lại nghĩ là Hùng? Tên thật của mình là Hưng. Mình vẫn thấy nghĩ là Hùng. Thế à? Nhưng mà tên thật của mình là Hưng mà. Bắt đầu thấy nghi rồi đấy nhá. Cậu buồn cười nhở? Mình cũng biết cái anh Hùng đấy, anh đấy đâu phải là mình đâu. Mình đang chơi ở nhà nó cũng ồn đây này. Đang like là không nói gì. Không, chắc chắn là không like, hứa. Mình có phải Hùng đâu mà like, cái đồng gì. Giống Hùng luôn. Chắc chắn là Hùng. Dù chơi. À ha, nghe giọng giống Hùng luôn. Long ơi. Để mình nói cho cậu sự thật nhá. Nói sự thật gì? À, nói đùa thôi, mình Hùng nè. Hello, chào em, nice to meet you. Hả, cái gì? Thôi của mình là được gặp Hùng. Lâu lắm mình là gặp. Vãi nồi, lần đầu mà lâu lắm mới được gặp. Nghe logic đi. Kiểu lần đầu lâu lắm mới được gặp. Lâu lắm mới có lần đầu ha. Vãi nồi. Sao chỗ này cái con này nó bắn ghê vậy, không thoát được ra vậy. Vãi nồi thiệt. Má thề luôn, anh còn tưởng không ai nhận ra luôn á. Cái con củ đồi này nó bắn ghê vậy. Sao nghe giọng thì giống Hùng chưa? Vãi nồi bị ăn cơm, bị bắt ăn cơm kìa. Long bị bắt ăn cơm hay là cái bạn nhỏ nhỏ kia đấy? À cái bạn nhỏ nhỏ kia bị bắt ăn cơm à? Vãi nồi, con boss này nó bắn xa vậy. Nó bắn cả mét à? Đâu rồi? Con boss này nó bị zit, nó zit cần xong rồi nó bắn xa vãi nồi ra thề. Đéo hiểu kiểu gì. Cấu thực sự. Nick này là méo, có nhân vật đâu, cay vãi nồi. Cay thật sự luôn. Ơi, anh nghe này. Thế anh có người yêu chưa? Em. Vãi nồi, mày lại tính gà anh có người yêu chưa? Ừ, em hỏi lại. Em hỏi lại, anh tất nhiên là anh chưa có người yêu rồi. Long Star của ID là gì ta? À, 2131850. À, xíu nữa anh vào nick chính, anh gửi lời mời kết bạn thì em chấp nhận nhá. Ừ. Ok, các bạn tạm biệt em nha, anh đi cho khác nha, bye Long. Hả? Cái bạn kia muốn nói gì nữa? Ơ, bạn đấy là ở cùng nhà với Long à? Hả? Cái bạn mà nói nhỏ, giọng nhỏ nhỏ đấy là ở cùng nhà với Long à? Em cái Long hay gì? Em của em à? À. Thế thôi nhá, anh đi phòng khác đi nhá. Hẹn lại Long trong các tập tiếp theo. À, đây là chào cộng đồng nha Long nha. Ừ, hẹn gặp lại Long chơi video. Cái map thì hơi khó chơi một tí nhưng mà dễ thương thật sự. Còn phòng của Simi thì vẫn không vào được. Phòng của Simi khóa căng quá. Simi đặt pass các kiểu, Simi đang chơi dở là mình lại không vào được. Má, bà mà mở parkour thì dễ vào. Nhưng bà mở cái đấy thì tôi chịu, tôi không vào được rồi.
Trời ơi mệt vãi nồi ra. Ok, chắc có lẽ là hôm nay thì chào cho cộng đồng mình chỉ làm đến đây thôi. Bởi vì hôm nay là một ngày khá là tồi tệ, mình không có vào được bất kỳ cái phòng nào cả các bạn ạ. Bởi vì là để mà làm một tập chào cho cộng đồng như này rất là khó. Khi mà các bạn đấy liên tục là mở toàn những phòng mà tự chơi như này, hoặc là cũng chả có ai vào cả. Cộng đồng mini world thì phần lớn mọi người toàn chơi đơn thôi. Mở ra thì chơi với nhau thì nó lại rất là nhiều những cái vấn đề và còn rất nhiều các thể loại phòng nữa, cho nên là để mà kiếm được một phòng hay cho các bạn, có nội dung cho các bạn xem ấy thì khá là khó. Cho nên là nếu như các bạn muốn ủng hộ các tập tiếp theo của Trà Trộn Cộng Đồng, đừng quên để lại cho anh một like và hãy comment cho mình biết ý kiến ở dưới phần bình luận nhá. Tất nhiên rồi, cũng đừng quên đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video và livestream. Xin chào các bạn, và mình là Hùng Akira, livestream 12 giờ trưa mỗi ngày các bạn nha.